Con chào ông, con chào bà. Ừ. Nhanh vào rửa tay chân đi còn ăn cơm. Bà nó vào dọn cơm đi. À ông ơi, ở đầu làng mình có ai mặc áo trắng muốt, tóc thì rũ, trông sợ thật. Hả? Đầu làng á? Trời, tối quá lại thần hồn nát thần tính chứ gì. Chết rồi. Mày nói rõ ra ông nghe xem nào. Thì con đi qua người ta cứ nhìn chằm chằm ấy. Tháng 7 âm lịch. Thôi nguy rồi. Ôi chết, ông ơi chết rồi. Có lẽ nào. Bà cứ bình tĩnh. À đúng rồi. Để tôi chạy qua nhờ cậu Đại. Ông đi. Ơ, có chuyện gì thế hả? Người đó là ai mà ông bà hốt hoảng thế? Này, bà ở nhà tuyệt đối đừng cho thằng Trung đi đâu nhá. Có chuyện gì thì cũng đừng cho nó ra khỏi nhà. Ôi trời ơi, sao chuyện này lại xảy ra với gia đình tôi? Thì con Nam Mô A Di Đà Phật, con lại các ngài, con lại tổ tông gia tiên tiền đồ phù hộ cho con, trời ơi, phù hộ cho cháu tôi. Chuyện gì vậy bà? Con không hiểu gì hết. Sao lại khổ như thế này? Chuyện nó là như thế này. Vậy thì nguy rồi. Âm hồn trinh nữ chết oan, năm nào ấy cũng về kéo theo một người. Và thằng bé chính là người được chọn. Vậy có cái nào không thầy? Cái khó là chỉ có thằng bé nhìn thấy. Tôi e cũng không hẳn là không có cách. Chỉ cần trước khi trời sáng, hãy đưa nó rời xa khỏi nơi này. Vâng, để tôi về đưa nó đi ngay ạ. Khoan, ta không chắc là sẽ đi yên ổn, nhưng ngươi cứ cầm lấy thứ này. Ta đã yểm bùa vào đây rồi, ít nhất cũng bảo vệ được thằng bé dọc đường đi. Vâng vâng, cảm ơn thầy ạ. Không còn thời gian nữa đâu, đi nhanh. Ông ơi, tôi cắp cho cháu ít quần áo đã chứ không đi mặc bằng cái gì. Buông ra đi, lúc nào rồi còn quần mới trả áo. Ông sẽ đưa con lên thành phố, con ở với chú Huy nhá. Con cầm này đi, đi. Ôi con ơi, ôi. Ông bảo phải phù hộ cho ông cháu lên đường an toàn đến nơi rồi. Nhanh lên con ơi, chúng ta phải đi ngay trong đêm, cầm chắc tay ông. Sợ thế? Đấy là lý do ông xa quê bao năm nay à? Ừ, cũng gần chục năm rồi tôi không dám về quê. Alo, con nghe đây bà. Trung ơi, ông con yếu lắm rồi. Mọi chuyện đã qua yên ổn. Con về quê cho ông gặp con lần cuối đi. Dạ vâng. Vậy để con thu xếp về trong ngày luôn. Ừ, về đi con. Ông bà nhớ con lắm. Thank you.